Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Review Du lịch 4.0 và tôi là Quang. Ngày hôm nay tôi lại trở lại chợ Cồn để đi mua, để dẫn bạn đạo đi mua sắm cái đặc sản của Đà Nẵng. Đây, các bạn hãy cùng vào chợ Cồn. Các bạn hãy cùng vào chợ Cồn của tôi nhé. Buổi sáng thì bây giờ là 11 giờ trưa. Thì buổi sáng đây thì nó cũng vẫn chưa có nhiều quán ăn. Buổi chiều thì bắt đầu khoảng từ tầm 3 giờ chiều thì mới bắt đầu là dọn ra nhiều quán ăn. Tuy nhiên là ở đây thì buổi sáng thì có rất nhiều hoa quả các bạn ạ. Buổi chiều thì cái không gian bên ngoài này nó sẽ là bán quần áo second hand, bán rất là rẻ, chỉ 5.000, 10.000 đến 30.000. Hôm nay bạn Đào thì đến đây là không phải là để review cho các bạn về đồ ăn, đồ uống, mà là review mua những món đặc sản. Chị có xem chị bán giá ưu đãi là sao mà được lên TV? Ưu đãi là 35.000. 35.000 một hộp này à? Hộp lớn. Hộp lớn này là 75 này. 75, đây là nửa cân đúng không ạ? Cái hộp này là nửa cân hả chị? Nửa cân 75 tức là 150 đúng không? 150. Có được ăn thử không chị? Đây, đi mua cho bạn này. Xong đảo mua. Ở đây là mực câu có giá là 850k một cân này. Loại nhỏ hơn thì là 750 này. Đây, gà khô cay là 250.000 này. Tôm đất khô là 900. Đa số là đồ khô nhỉ. Đây, cái bào ngư này là đều bào ngư khô à. Ây chà. Phần bào ngư này. Chiều nay 2 giờ chiều em từ Đà Nẵng về. Cái này là cái loại gì đó chị? Cá bò. Đây là cá bò đúng không ạ? Cái bò này là chị bán hoặc là chiên. Nướng hoặc là chiên đúng không ạ? Cái này thì là bao tiền cân chị? Một cân là 150.000. 150.000. Một cân là 150.000. 150.000 đúng không ạ? Ông Đạo mua cái cá bò này anh được này. Về cho anh em nướng đồ ăn. Nhưng mà vị nó cứ ngọt ngọt đúng không? Đúng rồi, vị nó ngọt. Vị nó ngọt. Độ ngoài cá chuồn nó ngon hơn. Độ ấy không thích, độ nhà em không thích vị ngọt đâu. Ăn mua cá chuồn hoặc là cá đét khúc xương này. Đây cá chuồn này. Nó mặn mặn thì lấy thì ấy chứ vị ngọt là có mặn bắt. Luôn, có mối mặn. Đấy, cá chuồn. Cá chuồn này thì bao nhiêu chị? Cá chuồn chị chuồn ra ngoài kia mất rồi. Có mối mặn nhưng mà không có mặn như muối đâu. Cái này rất là ngon, trời lạnh anh nướng lên ăn rất là ngon. Đây là cá muối mặn này. Cá muối mặn, còn cái gói trong này là cá muối tẩm này. Cái này giá đây. Ăn cũng được đúng chị, cá muối tẩm. Cái này là giá bao nhiêu? Không không, em không thấy giá này.
cái đó là một gói là 80.000 nửa ký. Ôi 80.000 đây là nửa ký đấy. Một gói ở trong đó. Đây là một gói chị đóng sẵn là nửa ký đấy ạ. Ở trong là nhiều gói lắm. À. Cái này bao tiền một ký? 150 một ký. Chị cho em một ký này đi. 150 cá. Cá muối. Chắc nặng hết rồi, nồng đóng hộp rồi chết rồi. Hộp á, chị đóng cho. À, chị đóng cho. Đây, cái này thì ở đây thì những cái một món nhỏ nhỏ thì sẽ được các chị cho thử. Ăn thử ngon thì các bạn sẽ lấy. Nó mặn hay nó ngọt chị? Không có mặn, không có ngọt. Nói chung là nó vừa ăn ổn, đóng cho vậy được đấy. Mấy cái này là không cái mực là để vâng. Đội này bỏ ra nhậu phát hết. Ai tổng thiệt hại bao nhiêu đây? 1.50.000 à? Thôi 1.000.000 thôi. Chị bớt đi để em bán cho bạn là đúng. Ấy chứ. Hai cái này cục đúng không? Tìm gì mà ngơ ngác thế? Tìm gì mà ngơ ngác thế? Mặt cầu mẹ. Để chị lấy cho. Cái này bánh đậu xanh này cũng là đặc sản này. Ông đạo này bánh đậu xanh này. Đậu xanh người ta cứ hay đậu xanh. Nhưng mà tầm này Hà Nội đang nóng nhưng là mấy cái này khác. Không ai ngại, không ai thích em ơi. Thấy chưa hả? Em trai mặt cầu mè. Chị biết ở đây các em bán gì? Cô đập đó không? Bao nhiêu tiền một túi này chị? 150. 150. Bà chị xem chuẩn nặng này chưa? Bánh dưa nướng. Hôm nay đặc sản Đà Nẵng này. Bánh dưa nướng. Cái này là bao tiền một túi đấy chị? Cái đó 15.000. 15.000. Đây có hàng thử đây. Thử đi rồi mua. Này. Này là đặc sản Đà Nẵng. Này, ăn đã ăn không? Tại vì sợ mùa này là mùa hè nên là ăn mà cái này nó. Đây. Ông chén. Đây em ăn thử đi. Đây phải không chị? Hơi nóng hơi khát nước vậy ạ. Chị một gói à? 150 một túi. Ở đây bán 150 đó, có hàng xỉ này bán 150 thôi. 150 một túi này. Mấy một túi nhá. Lại trời ơi, em lười sách lắm. Cả công sách nữa nha chị nha. Nhưng mà tại vì em cũng lấy thêm đồ nữa ấy. Bây giờ một mình em về Hà Nội xem là lại. Đóng thùng cho, đóng một tấm để thùng cho em sách em cả. Bà chị đóng thùng nhá. Chị đóng bao thùng cho gòn. Thôi được rồi. Không phải bà chị là em sẽ không lấy một cái gì, em không ra đây đâu. Bà chị em đây. Ôi em lấy cho hai cái nhá, mực lấy rồi, lấy hai túi này nữa, lấy hai mãng cầu me nhá, rồi mực lấy rồi, lấy xong rồi. Ông mua gì chưa? Rồi ok. Ủa em không khuôn tại vì em mua hàng hết cả chợ đi, em gửi xe ra cho, nha. Chị nhá, để em lấy đồ đây. Gửi quên thì dễ mà. Em xuống xe thì em lại phải đi mà. Đấy chị nhá, em thì mấy hôm nữa thằng nào trả vào. Rồi ok chị. Cho em hai túi đấy đi. Bánh dưa nướng này em ươm này. Ngon bánh dưa này. Em gửi cái này đây một tí xong chị đóng hộ em thành một cái hộp giúp em nhá. Em xem cái em lấy không, một cân mực nữa cho em xem. Ăn cái này thử này có ưa không? Nó mua đó về làm quà.
Hôn đạo thấy thế nào? Mùa này hơi nóng. Tôi chưa cảm nhận được cái vị. Nói chung là bình thường. Bình thường. Cũng tạm được, nếu mà chẳng hạn mua lầm quà đông con. Đông con thì ông mua cái này nó vừa rẻ. 15.000. Mua về ăn cho con, mua tập thể này này. Cái này là không có in cái bao bì này thì bỏ nhiều dưa. Chứ cái này là một cái này là bao nhiêu ạ? 60.000 ạ. 60.000. Cũng kiểu giống nhau. Mà bên này nhiều dưa hơn. Đó. Không có tỉnh tiền in này là nhiều. Nhưng nói chung là chẳng hạn 15.000 nhà đông con mua chục bịch về tặng chục gia đình rồi, không? Thôi rồi, chị lấy cho em một cái này nữa. Cho em tính. Anh sang tính thể. Tại vì cảm thấy hơi ít. Một cân à? Một cân đấy là bao nhiêu chị? 800 à? À. Một ngày nhỏ hơn một chút. À. Cái dây một cái. Như mấy con này là về để nấu canh hả chị? Cá cơm này. Về rang ăn hay nấu canh làm gì? À. Ở chợ này nó có bán hải sản tươi sống chị nhỉ? Hơn năm. Năm thế nào? Em về rồi. Thì em về rồi mà, 6-8 nghìn hả? Cứ sống ở dưới này. Chín lít ra đi. Mấy em đưa vào mua tiếp. Em đợt này em đi mỗi mình đâm ra về công việc. Rất ngại mang đồ. Nó không cần dán đâu. Không cần dán nào. Đây. Cái số điện thoại trên đây các bạn có thể liên hệ nhá. Chị phải giảm giá đi để bọn em lên kênh truyền thông của em đấy. Chị ơi, chị tên gì chị? Chị Nga đúng không? Chị đọc số điện thoại chị nào. 934. Rồi. 909. 968. Rồi ok. Ok, các bạn có thể liên hệ chị Nga để mua đồ ở đây nhá. Ở đây các bạn mua đồ thì các bạn sẽ được các chị mua nhiều một chút, các chị sẽ đóng thùng cho các bạn nhé. Đây là gian hàng chuyên về bánh kẹo. Còn sẽ có hai loại đặc sản, một đặc sản tươi sống này, bánh kẹo này và đồ khô. Ba trăm rưỡi chị nhá. Đúng rồi. Từ 400 là lại 400. Đưa 450 giảm lại 100 dễ hơn. Kẹo chuối tươi. Bánh đậu xanh này. Ngồi kia ngồi thở mùi quạt. Trà sâm dứa này. Đây là chú chị cũng mua ở đây này. Về ăn thích ngon lần này vào bắt sách hay bảo sách hay chú. Chị ghi là Mr. Đạo ở đây. Chị ghi tên là Đạo à? Không, chẳng hạn lên xe để dưới gầm xe ông nào xách bố thì 085 885 2323. Không bị đứt ông chị như thế, có đứt không? Bánh tráng này và xoài sóc lắc cay. Ok, các bạn thấy hay hữu ích thì các bạn ấn like và subscribe kênh YouTube của tôi nhá. Đây, như vậy là anh em chúng tôi vừa mua xong đặc sản đây. Thì ông Đạo thiệt hại bao nhiêu đây? Hình như là 2 củ mấy, gần 3 củ. 2 củ mấy đúng không? Gần 3 củ rồi. Ok. Ok, đấy là những đặc sản mà chúng tôi vừa quay cho các bạn xong. Thì sẽ quay lại chợ Cồn để review cho mọi người về đồ ăn, đồ uống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay nhé. Chào và hẹn gặp lại. Nhớ like và subscribe nhé.